Hôm nay mình ăn gì đây ta? À, buồn ngủ ghê. Tiếng gì vậy? Có kẻ đi theo mình hay sao? Được rồi, bà sẽ chẳng người biết tay. Đứng lại, người là ai? Hả? Chuyện gì vậy? Kitkat hả? Ok, của cô đây. Tạm biệt. Cũng ngon đó chứ. Kitkat, hiểu lầm nhỏ, niềm vui to.